Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, lần đầu tiên tại huyện Cát Tiên, vụ hè thu này địa phương trồng thí điểm giống lúa mới OM5954 theo hướng hữu cơ tại cánh đồng thôn Cao Sinh, xã Gia Viễn nhằm nâng cao sản phẩm lúa gạo an toàn cho thị trường. Câu chuyện rất đáng chú ý này cùng với những thông tin quan trọng liên quan đến sản xuất chăn nuôi ở nhiều địa phương sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Mời quý bà con cùng theo dõi. Trong 10 năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư xây dựng và cải tạo trên 9.500 km đường dây điện trung và hạ thế, 5.361 trạm biến áp với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 371 tỷ đồng. Lâm Đồng đang áp dụng công nghệ chuồng lạnh tại 80 trại heo và 51 trại gà. Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất lúa 3 vụ, lợi bất cập hại. Chuyên mục con số hôm nay, Việt Nam thu hơn 23 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu nông lâm thủy sản. Chuyện nhà nông, Cát Tiên phát triển lúa chất lượng cao. Mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị, ngành chức năng Lâm Đồng cho biết, trong 10 năm qua, tỉnh đã đầu tư xây dựng và cải tạo trên 9.500 km đường dây điện trung và hạ thế, 5.361 trạm biến áp với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 371 tỷ đồng. Nhờ vậy, hệ thống lưới điện nông thôn đảm bảo an toàn, cơ bản cung cấp đủ điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho khu vực nông thôn. Đến nay, gần 100% hộ nông thôn Lâm Đồng có điện lưới quốc gia, tăng hơn 3,7% so với năm 2010, thời điểm bắt đầu xây dựng nông thôn mới. 100% số xã toàn tỉnh đạt tiêu chí về điện. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao đời sống tinh thần, đẩy mạnh sản xuất vùng nông thôn, nhất là các lĩnh vực sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 430 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, gần 1.200 km kênh mương và hệ thống sông suối ao hồ để cung cấp nguồn nước tưới, phục vụ sản xuất cho khoảng 58.000 hecta gieo trồng các loại. Hiện nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Để chủ động ứng phó trong mùa mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2019. Theo đó, các đơn vị và địa phương cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy trình của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2019. Hiện đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng với số tiền gần 22,3 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn Lâm Đồng đang áp dụng công nghệ chuồng lạnh tại 80 trại heo với khoảng 84.000 con. Ngoài ra còn áp dụng công nghệ này tại 51 trại gà với số lượng khoảng 765.000 con, bao gồm gà thịt, gà con và gà lấy trứng. Thực tế chăn nuôi cho thấy, việc sử dụng chuồng lạnh đã giúp chủ trang trại điều khiển nhiệt độ phù hợp với sự thích nghi của vật nuôi, giảm thiểu sự tác động bởi tình hình thời tiết ở môi trường bên ngoài chuồng nuôi, từ đó giúp cho heo, gà phát triển ổn định, tăng năng suất, sản lượng thịt trứng. Đồng thời với công nghệ chuồng lạnh đã giảm mùi hôi, hạn chế ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư hệ thống chuồng lạnh còn khá cao, nên việc ứng dụng công nghệ này mới dừng lại ở các công ty, chưa phát triển ở các nông hộ trong khu dân cư. Liên tục chương trình, đồng bằng sông Cửu Long sản xuất lúa 3 vụ, lợi bất cập hại. Chuyên mục con số hôm nay, Việt Nam thu hơn 23 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu nông lâm thủy sản. Chuyện nhà nông, Cát Tiên phát triển lúa chất lượng cao. Xin được chuyển đến với câu chuyện sản xuất của bà con một số địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn Đồng Nai đang lây lan với tốc độ rất nhanh. Đến thời điểm đầu tháng 8 năm 2019, tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn đã có gần 95.000 con heo bị tiêu hủy. Nguyên nhân chính là do quá trình xử lý chất thải tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không theo quy trình khiến mầm bệnh phát tán. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 950 hộ chăn nuôi thuộc 81 xã của 11 trên 11 huyện, thành phố trên địa bàn xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Đặc biệt, từ đầu tháng 7 đến nay, dịch lây lan rất nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nguy cơ lây nhiễm rất cao vì đang giai đoạn mùa mưa. Khó khăn chính trong công tác phòng chống dịch là nhiều trang trại, hộ chăn nuôi còn lơ là việc áp dụng biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại.
Hiện tổng đàn heo của Đồng Nai là khoảng 2,1 triệu con, trong đó quy mô chăn nuôi theo hộ gia đình nhỏ lẻ chiếm khoảng 25%. Chính những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là nơi khó kiểm soát mầm bệnh tích tụ tại các hệ thống xử lý chất thải, ao nuôi cá. Theo thống kê, trong tháng 7 năm 2019, đàn heo của Đồng Nai giảm trên 262.000 con, giảm gần 11% tổng đàn so với tháng 6 năm 2019. Cũng liên quan đến câu chuyện về bệnh dịch, mặc dù đã gần 2 tháng kể từ ngày bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, nhiều hộ có heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy, nhưng đến nay chưa ai nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước, khiến người chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, nguyên nhân chậm hỗ trợ tiền là do địa phương đang chờ quy định mới của Trung ương ban hành về mức giá hỗ trợ mới. Vì mức giá hỗ trợ trước đây chưa đảm bảo hết quyền lợi cho người chăn nuôi. Hiện đã có quy định mới của Trung ương, ngành đã phối hợp với Sở Tài chính sớm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định nhằm giải ngân, hỗ trợ sớm nhất cho người dân trong những ngày tới. Chuyển đến những thông tin đáng chú ý khác về sản xuất. Thưa quý bà con, hiện vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có 11.000 hecta sản xuất lúa hè thu. Thời điểm này, nông dân đã thu hoạch dứt điểm. Để tạo điều kiện cho những mùa vụ sau, mùa lũ năm 2019 này, huyện chủ trương không sản xuất lúa vụ 3, xả lũ lấy phù sa cho tất cả các diện tích trừ khu 2.600 hecta ở xã Thường Phước 2 và thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tổng diện tích xả lũ lấy phù sa gần 9.000 hecta, tập trung ở các xã Phú Thuận A, Phú Thuận B, Long Thuận và xã Long Khánh A, Long Khánh B. Đây là những khu vực đê bao có nguy cơ ảnh hưởng khi lũ về. Việc xả lũ để đất nghỉ ngơi, tái tạo lại chất dinh dưỡng, hạn chế dịch bệnh và chuột phát triển gây hại trên cánh đồng, tạo thuận lợi cho mùa vụ tiếp theo. Ngoài ra, việc xả lũ vào ruộng còn giúp cho người dân mưu sinh đánh bắt các loại thủy sản mùa nước có thêm thu nhập trong những tháng mùa nước. Tuy nhiên, do năm nay nước lũ thấp và về muộn nên công tác xả lũ của địa phương cũng gặp khó khăn. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long là khu vực duy nhất của nước ta có thể sản xuất một năm 3 vụ lúa. Trước đây khi xuất khẩu mạnh, nhu cầu cao thì đây là một lợi thế của ngành lúa gạo nước ta. Tuy nhiên, tư duy chạy theo số lượng đã lỗi thời, bởi hiện nay chất lượng mới quyết định giá trị, lợi nhuận và sự phát triển bền vững của các ngành kinh tế, trong đó có ngành lúa gạo. Tuyến đê bao này được người dân ấp Tân Hòa Thượng, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cùng góp sức xây nên từ năm 2011 để ngăn lũ, bảo vệ đất lúa để sản xuất 3 vụ lúa một năm. Vậy nhưng thoát cảnh chạy lũ thì bà con lại đối mặt với tình trạng năng suất lúa giảm do đất ngày càng bạc màu, đói phù sa, ruộng đồng chưa kịp nghỉ ngơi, hồi phục nên dịch bệnh phát sinh, làm đội chi phí sản xuất. Ba vụ thì nó có thêm cái mặn ăn để có công ăn chuyện làm hơn, mà nhưng cái gì thời gian quá lâu không được xả nước, cái nó giờ năng suất nó tụt hoài. Mong muốn để xả lũ được, để có lúa có năng suất hơn. Trước đây, đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu sản xuất hai vụ lúa chính là đông xuân và hè thu. Từ năm 2000, hệ thống đê bao bắt đầu được gia cố, xây dựng. Diện tích lúa vụ 3 được mở rộng, tăng sản lượng lúa gạo trong nước, đóng góp không nhỏ cho xuất khẩu. Thế nhưng, mặt trái của tăng sản lượng gạo là tình trạng dư thừa khi thị trường gạo thế giới nhiều năm qua cầu ít biến động nhưng cung tăng quá mạnh, trong đó có nguồn cung từ Việt Nam. Sau đỉnh cao xuất khẩu gần 8 triệu tấn gạo năm 2012, đến nay xuất khẩu của nước ta liên tục giảm cả về lượng và giá trị. Chúng ta sẽ gặp phải vấn đề là lúa chúng ta sẽ không thể tăng đến sản lượng xuất khẩu được. Hai nữa là người nông dân gặp phải vô cùng khó khăn khi cái giá lúa nó xuống thấp mà cộng với tất cả nhiên nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật phân bón tăng cao. Đến nay, việc chạy theo sản lượng lúa gạo và ào ạt tăng lúa vụ 3 đã được nhìn nhận là lợi bất cập hại về lâu dài cho ngành lúa gạo. Trong tình hình biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến bất lợi cho sản xuất lúa gạo khi hạn mặn ngày càng gay gắt hơn. Theo các chuyên gia, giờ là lúc cần tập trung vào tăng chất lượng gạo để tăng giá bán, tăng giá trị xuất khẩu thì vẫn giải quyết tốt bài toán kinh tế, đời sống cho người trồng lúa. Sản xuất vụ 3 là nên hạn chế luôn, giảm vụ 3 và sản xuất 2 vụ theo hướng an toàn sinh học và nâng cao chất lượng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu cho thị trường và cho những doanh nghiệp xuất khẩu cũng như là thị trường mà cần thiết. Ngành lúa gạo Việt Nam đã tiến những bước rất dài, từ chỗ thiếu đói đến tự chủ và vươn lên xuất khẩu hàng đầu thế giới. Nhưng bối cảnh mới đòi hỏi phải thay đổi tư duy trong cách nghĩ, cách làm, không chỉ là sản lượng mà phải là giá trị. Giảm diện tích lúa kém chất lượng, giảm sản xuất, tiến tới dừng hẳn việc trồng 3 vụ lúa một năm là vấn đề hết sức quan trọng được đặt ra cho đồng bằng sông Cửu Long trong việc hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp bền vững, phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 23 tỷ đô la Mỹ, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này đạt khoảng 18 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, thặng dư thương mại mặt hàng này trong 7 tháng qua ước đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Tháng 7 năm 2019, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt 3,55 tỷ đô la Mỹ, trong đó nông sản chính ước đạt 1,64 tỷ đô la Mỹ, lâm sản chính ước đạt 893 triệu đô la Mỹ, thủy sản ước đạt 785 triệu đô la Mỹ, sản phẩm chăn nuôi ước đạt 63 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 7 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 23,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong đó có nhóm sản phẩm đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ là cà phê đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, cao su đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, gạo đạt 1,73 tỷ đô la Mỹ, hạt điều 1,8 tỷ đô la Mỹ, rau quả đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, cá tra 1,16 tỷ đô la Mỹ, tôm các loại ước đạt 1,73 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, mặc dù nhiều sản phẩm có khối lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như cao su, gạo, điều, tiêu, nhưng do giá xuất khẩu một số sản phẩm giảm sâu như điều, tiêu, cà phê, gạo, nên kim ngạch xuất khẩu nhóm nông sản vẫn giảm 8,2% so với cùng kỳ. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện, những mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, hướng sản xuất theo cánh đồng lớn, tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng lúa gạo là định hướng phát triển của các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng. Tại huyện Cát Tiên, vụ hè thu này địa phương trồng thí điểm giống lúa mới OM5954. Đây là giống lúa được Viện Lúa Ô Môn, Đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu, chuyển giao sản xuất theo hướng hữu cơ tại cánh đồng thôn Cao Sinh, xã Gia Viễn nhằm nâng cao sản phẩm lúa gạo an toàn cho thị trường. Cánh đồng lúa giống OM5954 của thôn Cao Sinh, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên. Cũng như bà con trong thôn, năm nay gia đình chị Trần Thị Mẫn phấn khởi bởi 9 sào lúa giống mới này phát triển rất khả quan. Mọi năm là nhà tôi có 9 sào ruộng mà tôi phải đầu tư cả hơn chục triệu. Nhưng mà sang đến năm nay làm theo cái chất hữu cơ này là chỉ đầu tư độ 5-6 triệu thôi, giảm hẳn đi. Ngày trước là phải là toàn bằng người, sức người không, bây giờ là công nghệ đổi mới rồi nên là làm lên máy móc, bà con đỡ vất vả mà năng suất thì lại cao hơn. Theo ngành nông nghiệp huyện Cát Tiên, giống lúa OM5954 được Viện Lúa Ô Môn Đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu, chuyển giao cho địa phương. Canh tác theo hướng hữu cơ, chi phí đầu tư giảm 50% nhưng năng suất vẫn đạt khoảng 6,5 tấn trên 1 hecta, ngang bằng với năng suất giống lúa thường, sản phẩm gạo sạch an toàn. Sản xuất cái lúa này thì nói chung là về cái giá trị của nó thì cao, không ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con. Hiện tại thì Ủy ban nhân dân xã và Trung tâm Nông nghiệp cũng như Phòng Nông nghiệp thì cũng đang có cái hướng là sau cái chương trình mà làm lúa thử nghiệm của cái 11 hectare này thì sẽ nhân rộng ra hết cái diện tích của cái thôn Cao Sinh này. Với diện tích trồng thử nghiệm 11 hecta, toàn bộ diện tích lúa OM5954 được huyện Cát Tiên chọn thôn Cao Sinh, xã Gia Viễn sản xuất theo cánh đồng lớn. Cùng với chuyển giao khoa học kỹ thuật, phương pháp thăm canh, huyện Cát Tiên hỗ trợ 70% kinh phí đầu tư, 30% kinh phí còn lại của bà con nông dân, đồng thời chính quyền đảm bảo đầu ra cho sản phẩm lúa sau thu hoạch. Địa bàn của xã Gia Viễn thì chủ yếu là nông nghiệp, trong đó là cây lúa là cây chủ lực, thứ hai là cây điều. Trong các năm gần đây thì đối địa phương thì chúng tôi là có cái xây dựng nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch của Ủy ban xã tập trung vào cái sản xuất nâng cao thu nhập bà con dân, cái diện tích cũng là cái năng suất là đã được tăng trưởng dần. Mức thu nhập thì đối nông nghiệp thì không cao nhưng mà cái mức thu nhập trên hecta thì từng bước được bắt đầu ổn định. Việc xây dựng thành công mô hình lúa mới OM5954 sẽ mở ra hướng đi mới, tạo cơ hội cho nông dân trên địa bàn huyện Cát Tiên từng bước mở rộng diện tích vùng lúa theo hướng hàng hóa chất lượng cao và tăng thu nhập, góp phần thúc đẩy cơ cấu kinh tế của địa phương phát triển. Nội dung chia sẻ đáng chú ý trong một chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Còn bây giờ, Ánh Nguyệt và Khánh Tường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.